Xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn hai bộ giường nệm túi handmade bên mình cho các bạn xem nhá. Đây là mẫu Toto xám mix đen nhá, còn đâu này, đây là mẫu chó nâu nhá. Bây giờ mình sẽ quay gần cho các bạn xem luôn nhá mọi người nhá. Đây là mẫu chó nâu bên mình nhá mọi người. Kích thước sẵn của nó, kích thước dài 1m6 này, ngang 1m1 này. Đệm mút cao su dày 5cm và dáng đầu bông nhá mọi người nhá. Đầu bông của nó rất chi là đẹp nhá mọi người nhá. Từng họa tiết này bên mình cắt may rất chi là tạo cho hình thú cảm giác sinh động và đẹp nhá mọi người. Chất liệu của nó là chất liệu nhung tuyết đấy mọi người ạ. Còn đây là mẫu Toto xám mix đen nhá mọi người nhá. Hình nó cũng rất chi là đẹp và sang đấy mọi người ạ. Các bạn có thể mua combo 3 món như mình đang quay, hoặc các bạn có thể mua lẻ từng sản phẩm cũng được nha mọi người. Hàng này thì bên mình cũng có thiết kế khóa này các bạn này. Khi bẩn đi thì các bạn có thể tháo vỏ ra giặt được, rất chi là tiện lợi nha mọi người nhá. Từng họa tiết đều có khóa mọi người ạ. Dáng này là dáng chăn liền đệm đấy mọi người nhá. Với kích thước này thì một người lớn như mình và một trẻ con nằm là vô tư nhá. Các bạn có thể chui vào trong chăn nằm, hoặc là các bạn nằm trực tiếp lên chăn cũng rất chi là ok nhá. Đây, mình nằm mẫu trực tiếp lên chăn cho các bạn xem. Kích thước này thì một người lớn này và một trẻ con nằm là vô tư nhá mọi người nhá. Thì các bạn có thể để phòng khách này, phòng ngủ này, hoặc là vị trí đâu mà các bạn muốn để nằm chơi cùng bé này, nó vừa mang tính chất trang trí mà nó có vẻ nằm được nhá. Nếu mà lúc mới mua về cái đầu bông này của các bạn ấy nó phồng quá thì các bạn có thể bỏ bớt bông ra, sau đó nằm phẳng lên bông trực tiếp cũng được nhá mọi người nhá. Đây. Cái đầu bông của nó nhá. Cái đầu bông của nó này, ngoài tác dụng là vừa kiêm gối thì các bạn có thể làm thêm tựa đầu giường này, các bạn dựng lên và tựa đầu giường này, nhưng nó sẽ mất cái diện tích nằm một chút nhá. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn có thể chọn kiểu nằm và kiểu nệm cho phù hợp nhá mọi người. Mình chỉ muốn giới thiệu qua sản phẩm một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.